quá sướng. Rồi xong nước mì dường, mến chào quý anh em mình ha. Trên màn hình đây là cái cano 5m6 ha, chạy cái máy ngoài Yamaha 100 HP. Đó là trong cái video này cũng là ngày 28 nha, ngày 28 Tết mình á, là chuẩn bị để anh em hẹn hò nhau giao lưu với cái chiếc vỏ lãi 6m3 đặt máy âm, động cơ là Mitsubishi 4D56 nha. Tí xíu nữa anh em xem nha. Lâu ngày gặp lại chiếc vẫn sạch bon ha, sáng hực. Nằm trong trại không hả? Cái gì sáng hực? Bình thường có cảo hỏng nước lên không? Rồi vậy bởi vì sạch trơn cái lường luôn. Cao hơn nữa hả? Thì dòng máy xăng nó lên nó bốc lắm, nó đã lắm, mà mua xăng cũng đã hen. Bảy trăm ngàn xăng thì dạo dạo chứ liệt chứ 700 hả? 700 ngàn dạo dạo hơi là liệt kim hả? Ờ, cái can đó hình như 20 hay 30 mấy lít đó, can cũ nó giãn á, 700 đó. Ủa, tất cả bộ diệu hành đâu, phải con ga, coi trong clip phải ga. Rồi, chạy tuốt lên trên thử rồi nè. Rồi sao bữa diễu hành ra chơi kẹt hả? Dạ. Kẹt sầu riêng, sầu riêng đang cao điểm. Dạ. Xuống trái chưa? Chưa hả? Cái bữa diễu hành đó kêu lên nó ra không chịu, nó hôi anh. Vỏ 6m3 qua tới rồi nha. Đó, ước lượng là hai chiếc đó. Với phần anh em rủ nhau nhậu mà, nói chung là rủ nhau nhậu á. Rồi ai cũng có chạy vui chơi, ai cũng đam mê sông nước mà. Vỏ lãi với cano ha, trong video này vỏ lãi nãy mình cũng có giới thiệu sơ ha, giờ mình cũng nhắc lại là vỏ lãi 6m3 ha. Cái lái vỏ lãi này là được 1m05 thôi nè, và cái vỏ lãi này mà cái lái lớn một tí xíu nữa ha. Rồi cái mình vô thêm đồ chơi cho máy này nè, chứ giờ đâu dám vô đồ chơi, cái lái nhỏ xíu mà vô đồ chơi mình lên ga cái nó lặn cái vỏ dữ lắm. Cho nên là cái máy đó là giống như là còn muốn zin luôn á, chỉ thêm cái hệ thống giải nhiệt khí nạp. Rồi không biết hôm nay có thêm cái xin hàng nhớt chưa, không biết. Không kéo xích lên không? À, đậu đó hả? Đậu trên được không? Lặn trên quay cái máy đẹp được coi, có máy đẹp giấu rồi, có cái bô kìa, khoái cái bô à. Sơn màu mè giống Thái rồi nha. Giống Thái, giống Campuchia. Để bước vào đó quay cậu chắc. Lâu quá không có thấy rồi cái máy. Đứng đây mình bung bung ra mình quay kìa. Đó, khoái cái bô đó đó. Đó là anh em cái giải nhiệt khí nạp nè.
cục đó của trong cái máy mấy cái động cơ thủy Yamaha ha, rồi mình mấy cái động cơ dầu á, rồi mình lấy mình giải nhiệt khí nạp. À, nếu mà vô đồ chơi, ví dụ như mình vô turbo khác nha, mình vô thêm những cái sinh hàn giải nhiệt khí nạp, giải nhiệt nhớt rồi ha, phối hợp hết trơn là chạy, rồi bắt đầu mình mới mở máy, phối hợp mấy cái đó mình phải mở máy, mở dầu, mở đồ đủ thứ chuyện ha, chạy mới ghê. Nhưng mà giờ vô thì cái lái này nhỏ quá, khi mình lên ga, lúc mà mình đạp lên ga cái vỏ nó lặng lắm, tại nó mang chuyên dịch lúc đó lớn hơn rồi. Máy mình vô đồ chơi mà mình đâu có chạy chuyên dịch nhỏ này được. À, thùng dầu là máy này là chạy Beer Tiger nữa. Thùng dầu dán cái mạc Beer Tiger. Này đang canh chỉnh thêm nha. Động cơ này nó có ben đuôi đồ luôn nha anh em. Có ben đuôi Z. Ben chuyên dịch lên xuống để mình canh nước mình chảy. Đang canh chỉnh máy cho nó im á. Mới cầm điện thoại gọi mà đương gọi rồi chú chạy ra cái quay không kịp. Cano 5m4 ha. Ê dưới mình dưới. Cano 5m4. Lắp đặt cái đuôi dép ở lắp đặt cái dàn cầu đuôi tiếp láp ở phía sau dép lái ha. Cái động cơ Volvo Penta AD31B. Động cơ này nó có cái bộ giảm tua nha, chứ không phải hộp số nha, thấy đó chứ, bộ giảm tua chế. Này ở Kiên Giang chế cái hộp giảm tua. Ừ. Giờ nào chơi giờ nào? Chỉ còn cái gì? Ủa? Giờ anh em ra xem. Xem hơi rồi chạy xong rồi lên bàn làm lấy gai. Bữa nay không rồi. Gà tới rồi. Cano 4m9 nè. Cano 4m9 cái động cơ là Mitsubishi 4D56 ha, 65 ngựa. Là động cơ đó còn để nguyên bản zin chạy. Chạy không mát mà. Gom gom ra làm khán giả, làm khán giả cho chiếc cano với vỏ lãi này. Này không phải gì đó. Qua phía bên đó đó là trên đó. Đến đó mình thấy xa được.
trên đó là mình thấy xa được nè. Được chưa? Tắp tắp vô chỗ cái vịnh đó đó. Tắp tắp vô vô chỗ 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 đó. Vỏ này vỏ nhỏ nữa, vỏ 5m1. Trời ơi, sống ghê quá. Có đám này là nó đỡ đỡ mình lại được. Máy xăng nó bốc rồi chứ nó không có nước gãn nha. Nó dầu mình có nước gãn. Chắc đề ba không biết cái vỏ lãi đề ba lợi cái Yamaha 100. Rồi để chờ nha anh em. Là mấy ổng đưa chạy khúc trên nữa ta, không cho mình hay chứ nữa. Chơi. Không biết đâu mình giọt đại lên chỉnh coi sao. Mà thấy anh chỉnh chạy xuống thì mình tắt máy, mình thả trôi. Để nhanh đại đi. Xem nha. Có hai chú cháu. Chạy trên mặt nước không? Dính ngay chút xíu rồi chứ.